Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu, em có đồng ý không? Em chắc không ạ. Trời, chào cô gái. Nhìn em mặc bộ đồ là thấy mùa xuân rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, được lì xì nhiều chưa? Dạ, cũng khá khá rồi chị. Vậy hả? Vậy lì xì nữa đi Vân. Đúng rồi, đi đang nói nè, đầu năm nè. Chị lì xì em lấy hên nè, lì xì một cái lộc hết sức là duyên dáng dễ thương, có những cái lời chúc rất là tuyệt vời trong đó. Bên đàn trai cũng lì xì luôn rồi nha. Vậy hả, đồ bắt rồi. Trước an khang thịnh vượng. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi, quê thì ở Đồng Tháp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trợ lý giám đốc logistics. Em ơi, em tự giới thiệu mình đi. Làm ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. Rồi, bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùa lá rụng. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Dạ, hiện tại em đang ở quận 12. Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nên nói xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Ưu điểm của em là em tự tin, ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia. Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng rồi chị. Chào cô Vân Vlog. Đỡ quá, hên không kêu bà Vân Vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà giận thì em hay im lặng. Giống như người... Tốt em. Người nhiều người giận ta la lùm xùm nó mệt lắm. Trời ơi, nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Ừ. Như là bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Im lặng khoảng một tháng. Trời ơi, trời đó. Dạ, năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Thôi rồi, thiệt là địa ngục đó mà. Gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn, thiệt là đúng là buồn á. Còn có cái tật xấu gì không? Ngủ em hay nghiến răng á. Còn bạn trai? Ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Đàn ông của gia đình. Và khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu. Em dễ tin người, em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không có được, tại vì em sợ độ cao. Ủa, đá banh mất mới sợ độ cao? Nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ, mình đã đổi không được. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ. Vậy là này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt. Đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không, thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. Cũng tốt mà. Có một cái tật xấu gì không? 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Như là một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện kiểu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Dạ thì suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Trời ơi. Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Dạ, em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp đó, thì em tập trung vào công việc nhiều quá. Em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục. Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá. Chia tay luôn. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng. Cái anh bạn đó ở bên nước ngoài. Thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm. Qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé. Dạ, quen mà kiểu khoảng cách xa quá. 6 tháng thì tụi em chia tay. Dạ, rồi nói chung ít quan tâm em, quan điểm sống không có hợp. Cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi, mình mệt mỏi quá. Lúc đó anh đang nghe em nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, em cứ ở nhà chờ anh đi, một tiếng rưỡi nữa xong thì anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy. Nên thôi. Thì chung tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Thật đơn giản ra là thôi. Không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Còn Nhơn sao Nhơn? Dạ, em có một mối tình. Dạ, quen được 5 năm. Dạ, chia tay được 4 năm rồi.
Tại sao lại chia tay Nhân? Dạ, lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó, mà bên kia thì không có vô đạo được. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ em có. Trời ơi mừng quá. À vậy ha. Linh ơi. Cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè? Đây ạ. Và đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. Ngộ quá. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Đợi gái. Ừ. Xin chào anh. Ngộ ngộ ha. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy? Tóc dựng dựng lên ha. Tôi coi bạn này có làm sao nè. Dạ, dạ chị. Ý, cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô thấy cũng có vẻ đó. Hình là anh em đúng không? Dạ chính xác. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi. Tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chững chạc, có chí cầu tiến. Chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Nói được là làm được chị. Không nói thì thôi, nói được là làm được. Dạ có hết. Có hết. Khỏe rồi. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Rồi để tôi hỏi thằng gái thử coi sao bây giờ. Hỏi đi. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có ghen không? Dạ có. Nhiều không? Dạ ít ít. Ghen mất cười quá. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu em có đồng ý không? Em chắc không ạ. Ở chung khó. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè. Rồi á là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ, vậy được, vậy được. Ôi, vậy được hả? Thôi. Em cũng không có lập trường gì hung á. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Vân thì giờ lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Qua đây thì nhận thấy em Nhân đây thì cũng mặt mày sáng sáng láng, thì công việc ổn định. Dân miền Tây mà không uống rượu, không hút thuốc là rất là tốt á. Nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này. Thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn chị Long. À, đi với ai nào Nhân? Dạ em đi với mẹ với chị đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ, tất toàn thể trong trường quay. Dạ. Mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc, chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết. Để cho con mình nó có tương lai sớm hơn, càng tốt. Chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Còn con thì con nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về làm dâu của cô. Không có sao hết, cô rất là thương con. Nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Trời đất ơn cô. Trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mát lòng mát dạ liền. Ừ. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp cô nó có thiện cảm không? Ừ vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào. Rồi đó Nhân. Bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. À. Anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ. Còn đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Đây có chữ là bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khắc trước. Dạ. Anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Khoan. À. Hôm nay thì anh rất là vui khi dạ. được gặp em. Dạ. Anh cũng muốn hỏi em một câu. Dạ. Nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thấm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi.
Em hỏi anh bồi hồi bồi hỏi là gì đi. Dạ là gì anh? À, bồi hồi là nhớ là thương là chờ là đợi là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Trời đất ơi. Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày đóng sang tay nào ai. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương. Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade, thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Sau giờ làm việc á, thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Yeah. Anh có thích đọc sách không? Có, anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó. Em có thể đọc cà sách. Cà phê sách đó, dạ. Đúng rồi. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương? Làm thế nào để tăng lương? Thật hay vậy ta. Cho anh mượn anh đọc thôi. Dạ có, anh chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi, có gì thì cho. Cho anh mượn nha. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi. Tràm Chim rồi đó. Đẹp lắm em ơi. Em thấy anh cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Thì anh thì tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Cảm ơn anh. Em rất là năng động và anh rất là thích. Rồi hết thời gian rồi, chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Có. Anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. À, bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên. Hôn má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao? Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Anh hôn nha. Xin chào anh Quỳnh Linh ạ, chị Cát Tường, chào bạn nữ và tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Chí Quân, năm nay em 26 tuổi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi anh. Tam Quan đúng không? Dạ, gần Tam Quan, Bồng Sơn. Bồng Sơn. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực băng phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn. Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng rằng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Sao bạn ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu cho mình đi em, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn nam. Dạ,
Ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình ngắm cái gì? Ngắm cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Thế là lúc còn trẻ ha? Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ, được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không đến nổi đâu, bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên, da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính ạ. Thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng phệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi, để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giờ phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi đó sao? Là lúc mình chưa có bạn gái chị. Rồi thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được 1/3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. Mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, tức dạ có, tức luôn. Là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. Tức là cùng thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên làm chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tâm Tiết ăn ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mọi ước thôi. Nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Chào xin anh. Chào em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn. Nhưng mà lãng mạn nhiều quá, đôi khi mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với ảnh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia, mỏi này kia là sao?
Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Thấy không? Giống như anh Nguyễn Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác. Anh này cũng hói đó, cũng bụng phệ đó. Thôi, nghe nhắc tới anh Nguyễn Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai, đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ, chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào em bạn. Chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn lên. Lãng mạn chưa? Dạ. Đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Gì vậy? Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cùng quyển sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận đó. Một người tặng hoa, một người tặng sách. Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng. Nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào? Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều. Phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào. Mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á. Nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì dạy chứ một phần cũng dạy quá đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ tiền không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân thì cũng lãng mạn ở những chất là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời thường đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm, suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Đặt tay vào nút bấm. Cái duyên nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sai. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ.
đừng buông tay nha, có quà bao nhiêu cũng đừng buông tay. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagol, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Dạ, cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại tất cả các hệ thống của áo cưới.